Tại Lào Cai, nhiều gia đình công chức viên chức người lao động có thu nhập thấp đang được tiếp cận chương trình tín dụng cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định 100 của Chính phủ. Với mức tín dụng ưu đãi, thời hạn vay kéo dài là điều kiện quan trọng giúp họ có nguồn lực để xây mới, mua hoặc sửa chữa nhà ở, ổn định cuộc sống, yên tâm công tác. Ngôi nhà mới của gia đình chị Vũ Minh Nguyệt vừa hoàn thành trong tháng 6 năm 2023. Là hộ có thu nhập thấp, chị Nguyệt được Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh Lào Cai xét duyệt cho vay 420 triệu đồng từ nguồn vốn vay chương trình nhà ở xã hội theo Nghị định 100 của Chính phủ. Nguồn lực quan trọng này cùng với số tiền tích lũy, gia đình đã xây dựng được căn nhà mới, khang trang, rộng rãi, tiếp thêm niềm vui, động lực để yên tâm công tác. Với cái mức lãi suất của các cái ngân hàng thương mại ấy, nó quá là cao, với cái mức lương của mình ấy, mình không thể đảm bảo chi trả về gốc về lãi hàng tháng được. Nhưng mà mình làm hồ sơ được các anh các chị ở bên Ngân hàng Chính sách Xã hội hướng dẫn làm thủ tục và được vay cái gói này với cái mức lãi suất thấp có 0,4% trên tháng, thì mình cũng đã làm được một cái ngôi nhà, nói chung là cũng gần như là đạt được cái mơ ước của mình. Là công nhân trong khu công nghiệp, tiền lương vốn ít ỏi nên việc sở hữu ngôi nhà riêng là mong ước từ lâu của vợ chồng anh Phạm Trung Thực. Nhưng mong ước này đã thành hiện thực khi gia đình được tiếp cận nguồn vốn vay nhà ở xã hội. Với 420 triệu đồng, lãi suất chỉ 0,4% một tháng, thời hạn vay lên đến hơn 20 năm, anh Thực rất yên tâm làm việc, trả nợ cả gốc và lãi theo đúng quy định. Khi xây một cái nhà thì không thể có cần một cái vốn, nhưng mà vốn lớn thì không thể là một lúc nó có luôn được. Cũng may là có ngân hàng cũng hỗ trợ cho vay, mà trong cái thời gian là kéo dài, vay dài, lãi suất thì thấp, cũng rất là tốt cho những người lao động như bọn em. Triển khai Nghị định 100 của Chính phủ, Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền về chính sách tới các đối tượng thụ hưởng. Đến nay, chi nhánh đã tiếp nhận phê duyệt cho vay và giải ngân được 269 khách hàng có nhu cầu vay để xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa nhà ở với tổng số tiền trên 75 tỷ đồng. Thì chúng tôi sẽ đưa các cái thông tin về đối tượng vay cũng như là mức vay và cái nguồn vốn cho vay và triển khai để cho những cái đối tượng thụ hưởng có thể nắm bắt và tiếp cận được nhanh nhất. Chương trình cho vay ưu đãi để mua, thuê nhà ở xã hội, xây dựng mới, cải tạo hoặc sửa chữa nhà ở theo Nghị định 100 của Chính phủ được triển khai đang mang lại ý nghĩa thiết thực. Với mức vay ưu đãi, thời gian trả nợ kéo dài, tạo điều kiện cho hàng trăm hộ gia đình thu nhập thấp có cơ hội được sở hữu căn nhà mới, giúp nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần đảm bảo an sinh xã hội.